Lại thì ngục trúng rồi, Ruler lại lướt lên bắn rồi. Bung lông ra để có thể cố gắng trả sát thương lại đến từ Teddy. Máu hai xạ thủ mất đi là gần như ngang nhau. Một phát đáp trả đến từ Closer và Thiêu Đốt còn đến từ Closer thì ngục một phát. Có định mệnh xuống ạ. Thanh tẩy không giải quyết được đánh tay. Đánh tay thì lấy gì mà thanh tẩy. Bài xanh dứt điểm double kill cho Faker. Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel Văn Tùng. Sau đây sẽ là một game đấu tại rank Hàn nha các bạn. Rất lâu rồi chúng ta mới quay trở lại với những trận đấu tại rank Hàn. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái thành viên của T1 họ vừa về tại chung kết thế giới, cộng với đó là cả Ruler của Gen Z nữa. Thì họ ngay tức ập vào đánh rank. Và hiện tại thì các bạn có theo dõi cái lịch livestream thì thấy là T1 bắt đầu có những cái lịch livestream sau khi trở lại chung kết sau khi trở về từ chung kết thế giới rồi. Và tất nhiên là trong quá trình livestream thì họ sẽ không chỉ livestream LOL mà họ còn livestream StarCraft rồi Overwatch rồi rất nhiều những cái game khác nữa. Thì đây là một trong số những game đấu trong quá trình trở lại rank Hàn của T1 và cả Gen Z sau khi họ đi chung kết thế giới về, thì xem là nó sẽ diễn ra như nào anh em nhé. Let's go. Ok, game đấu với một vài những con bài meta hơn một chút dành cho Teddy. Đó chính là con Saiya triệu hồi Eri mà mình đã đề cập ở cái video trước đó. Đây thực sự là một lựa chọn đang rất hot ở trong xếp hạng đơn. Điểm mạnh thì mình đã phân tích ở cái video clip trước rồi. Đó là khả năng cấu gì à? Nhờ Q, đây là kỹ năng có thể kích hoạt được triệu hồi Eri bên cạnh những đòn đánh tay. Và cái tầm hoạt động của nó khá là xa, cộng với hồi chiêu của nó thì khi nâng mắt thì nó sẽ tương đối nhanh và khó chịu khi kết hợp cùng với cả khả năng làm chậm từ thương phù hận nữa. Còn Faker đánh một con bài vẫn meta, vẫn chung kết thế giới, đó chính là TF. Chúng ta có Closer bị auto fill xuống vai trò hỗ trợ khi mid đã là Faker rồi. Bên này thì chúng ta còn thêm cả Kurt nữa. Kurt và Teddy rất tiếc là chung kết thế giới thì họ lại không có được cơ hội để thi đấu chính thức. Đứng trên là Honor nha anh em nhé. Honor cũng đang có một game đấu bị auto fill và phải nhường lane lại cho thanh niên giáp One Charm này. Kèo đứng giữa sẽ là TF cộng với Akali. Cấp một nâng E đến từ Faker. Đứng dưới bên kia là bộ đôi bị lộ vị trí rồi. Một cú Q nhưng không có R. Mất máu rất nhiều đến từ vị trí của Naomi. Đứng trên thì Honor đang tận dụng xả tay dài của Vayne cấu diễn liên tục con Nasus phía bên kia. Ủa đánh Nasus gặp Vayne ạ. Hơi đen. Faker đứng giữa sao mất máu nhiều này. Rút bài vàng cực kỳ nhanh. Có được cơ độ 2 trước cộng với khả năng để đường khu vực đứng giữa đang là tốt hơn. Kurt thì đi cướp rừng ạ. Kurt biết cảm giác có gì và Kurt sang cướp rừng ở level 2 mà thôi. Ăn xong bùa đỏ sang cướp bùa xanh luôn và Zack. Như vậy Zack đã không thể nào có đủ cái lượng thông tin. Và tình huống này có thể sẽ ảnh hưởng đến bộ đội đứng dưới. Bộ đội đang đẩy rất cao cộng với có là cộng với đó là áp lực đến từ cấp độ 2 trước đến từ Naomi Lucian. Naomi thậm chí đã tốc biến rồi ạ. Đã có những dấu ping đến từ Zack đã bị cướp hết rừng rồi. Ruler vẫn đang đè lên khá ổn nhưng hiện tại đang chịu sức ép đến từ Kurt và phải rút ra một chút. Cảm giác của tôi nếu mà Saiya đi cùng với Lucian Naomi thì vẫn là một cái gì đó thua thiệt. Mang Eri đi chăng nữa thì chắc là đánh cũng không lại anh em ạ. Wow, Ruler này khá tịch. Hiện tại thì Kurt đã có vòng rừng tương đối lời hơn so với đối phương. Và đang chăm chăm vào farm thôi anh em ạ, không ganh nhá. Bây giờ đánh rừng như này mà đi ganh là sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu mà tập trung vào farm thì sẽ hack farm được rất là nhiều so với con Zack phía bên kia. Thậm chí là Kurt ăn cuốn trên luôn ạ. Nasus TP trở lại để bổ Q. Nasus nhẫn đo ra anh em ơi. Đứng dưới chiến công đầu thậm chí nó sẽ là double kill. Ruler cộng với Naomi của Tomo 4 năm sau đã có một tiếng xử lý tốt, chắc là thủy ngục chúng. Flash chạy. Ôi, dễ thế nhở. Một cú double kill dành cho Ruler khu đường dưới ạ. Faker bắt đầu cảm thấy hơi ngộp rồi. Faker trở lại rank Hàn và bắt đầu... không còn diễn viên Hollywood nữa rồi. Faker bắt đầu cảm thấy hơi ngộp. Trở lại rank Hàn thì chắc là Faker còn khó khăn nhiều. Đánh ở rank châu Âu thì gặp khá nhiều diễn viên Hollywood, có rất nhiều những game gọi là highlight các kiểu.
Về Ranh Hàn thì liên tới, liên lui, liên top, liên bot toàn diễn viên thôi. Test đi với cả Kama vừa rồi đã dâng hiến một cú double kill cho Ruler. Đừng chê thì Nasus. Nasus nâng mắc E và E liên tục vên mất máu cũng nhiều, nhưng mà bắt đầu là một tình huống bắn đau hơn cộng với huyết trượng rồi. Một tiếng dịch chuyển đến từ Faker với tốc độ cao thì có thể sẽ ép được cái flash ạ. Flash rất nhanh đến từ Honor. Tiếp tục là tình huống kiếm rừng đối phương để chơi đến từ vị trí của Kurt. Kurt đánh rất hổ báo. Honor không còn flash nha, cẩn thận nha. Faker định mạnh lên là mệt à. Đợt lính đường giữa Faker về thì còn lại 5 con. Trong khi đó thì đường dưới Saya cộng với Kama thì mặc dù pha vẫn ổn đến từ Teddy đấy, nhưng mà con Lucian đã double kill trước rồi nha. Một tiếng dính thủy ngục, nhưng mà quyết định đến từ Lucian của Ruler chỉ là bồi một chút đam vào mà thôi, lính hơi nhiều. Có một cú dịch chuyển đến từ Akali. Một cú dịch chuyển phía sau Teddy đến từ Akali, và Akali cấp độ 5 thôi nhưng cũng có lẽ sẽ có người nằm lại. Kama chắc là đi rồi, bỏ. Bỏ Kama thôi. Một Way di chuyển đến từ vị trí của Akali, mất ngay tức một lớp giáp trụ cộng với một Way lính khô đứng giữa. Và đây sẽ là khoảng trống cho Faker đẩy. Đẩy xong Way này thì lên 6, cộng với sẽ là một tình huống di chuyển áp lực một đường cánh nào đó. Để xem quyết định lựa chọn đường trên hay đường dưới mà thôi. Mất dạng, Akali ping đi bạn. Một dấu ping chấm hỏi có vẻ là chưa đủ nhiều thì phải. Tôi thấy đường dưới Nami không có flash này. Thôi xong. Một cú thủy ngục vẫn ăn bài vàng. Ruler lướt dầu sát thương vào Faker. Chắc chắn Nami ở lại rồi, còn người đang bị tấn công đang là Ruler bài vàng và thanh tẩy cũng không giải quyết được vấn đề rồi. Nami sẽ chết và mạng dành cho vị trí của Teddy. Một dấu ping chấm hỏi được Akali là hơi thiếu thông tin. Có vẻ trong những tình huống đánh nhau như vậy thì bộ đôi đường dưới đã không thể nào tính toán được cái đợt lính đường giữa một cách đủ tốt. Còn đường trên thì Honor bị solo kill bởi một con Nasus. Này thì hành người ta đấy, hành người ta. Chơi luôn anh em ạ. Tăng tốc pha bật chung cuốn lên bổ luôn, không cần flash luôn. Như vậy là một tiếng gank tốt đến từ Faker, mang lại hai mạng đường dưới, gỡ gạc lại thế trận cho Teddy. Kurt thì vẫn đang out jungle khá là tốt. Chỉ số farm gọi là vượt trội rắc phía bên kia luôn. Kurt nói chung là cũng rất hiểu chất tướng và xử lý vòng rừng đầu tiên cũng rất là ok. Còn pha gank của Faker thì tận dụng đợt lính đường giữa ổn. Và Kali đã hơi chủ quan với chỉ một dấu ping. Đã cần phải ping nhiều hơn. Đường trên thì khỏi nói rồi, đường trên thì Faker lên một cú TP lên lấy được cái flash thôi là mở ra một pha solo kill trông thấy cho con Nasus rồi. Nasus một giày khai sáng cộng với giáp rất là nhiều. Chắc tiếp tục là một tình huống quăng quen ăn lính bằng E từ xa, sau đó thì farm Q được đến đâu hay đến đấy thôi anh em ạ. Bài và chiếc cuối định mệnh thì sẽ hồi tương đối lâu, bây giờ thì nó mới chỉ quay được tầm gần hơn một nửa thôi. Nhưng mà Kurt đang liên tục di chuyển ạ. Zac bị tấn công và đã mất rất nhiều máu, nhưng đó là một tiếng cố gắng lấy nội tại phương đến từ Faker, chỉ là nội tại mà thôi. Flash đổi flash nhưng lời một cái nội tại. Ui giời ơi, cái Closer ơi. Đó kìa. Ông Closer ông có một cú quy mù mắt thế. Sao vẫn chết nhờ? Bài đỏ. Bài đỏ không? Ok. Akali dùng sát chiêu hoàn hảo vào và Kurt chắc là đi rồi. Faker cũng vậy. Double kill. Tiếng đâm hơi sâu đến từ bộ đôi Kurt cũng như Faker. Đường dưới cũng là bộ đôi T1 nhưng mà rất tiếc không phải là Carrier hoặc là Closer. Nên là hiện tại có vẻ là hơi mủ cho Teddy thì phải ép được một cái flash. Ok. Một pha cấu rỉa bằng Q với và dồn sát thương sốc điện Nami các kiểu, không cần thừa đốt. Closer lại chết như mọi khi. Bây giờ thì không còn diễn viên nào nữa cả. Mà có mấy anh em nó phá rồi. Không còn những diễn viên Hollywood ở tại máy chủ Sơn Đơn Châu Âu nữa, mà thay vào đó là những thằng em phá game. À! Gánh hai mạng đứng dưới xong rồi hai thằng em nó fit. Faker lại cái gì đến tay. Cái gì cũng lại đến tay. Xin. Ok.
Carry, carry. Gánh hai anh em ở đứng dưới hoàn toàn là vằn rồi. Về mid Akali vẫn đang 3-0 kìa. Không có honor làm sao đấy. Đây rồi. Diễn viên Hollywood của chúng ta đây rồi. Búp Elo hơi trá hình rồi. Này. Ôi đây sắp đánh cục thật sự ạ. Đam E cũng ra phết chứ anh em. Được. 7 đều rồi anh em ơi, không thua tiền nhá. Faker đang gỡ nguy cho cái đường dưới liên tục là như vậy. Đứng trên thì đấy rất ổn, thấy rất farm hơn cả Honor. Cớt thì khỏi nói rồi. Những trận rank ở sau chung kết thế giới khi mà về nhà đánh rank như này thì cũng mang tính chất gọi là giải trí thôi anh em. Mùa sau thì còn thời gian khá là dài nên là chỉ là tranh thủ đánh vài game lên livestream tấu hài vui vẻ thôi. Rồi, Faker bị canh khu đường dưới rồi, đi rồi. Zac đấm liên tục và không còn spell nữa, Ruler xuất hiện, bài vàng cũng vậy. Đó là một mạng dành cho Ruler với một tiếng lướt cung phong linh và đó là mạng shutdown. Faker cầm một lượng tiền lớn và vừa đủ để nâng cấp băng triệu vĩnh cửu. Saya triệu hồi Eri này vẫn đang hơi nghèo một chút, chưa có đồ thần thoại anh em ạ. Bên kia là một Colossus đã có phong linh. Tiền tổng tranh thì cũng vài trăm cho team Faker thôi. Tranh ở đường giữa 1.000, dừng 1.000. Top thì tranh khoảng chừng 800. Ô thế cái bot là... cái bot hơi toàng. Đứng trên đó là một tiếng bật chiêu cuối lên quẩy, một chùy vào đầu, cất lên vét mạng bằng một tình huống QE. Ok. Lại thì ngục trúng rồi, Ruler lại lướt lên bắn rồi. Bung lông ra để có thể cố gắng trả sát thương lại đến từ Teddy. Máu hai xạ thủ mất đi là gần như ngang nhau. Một phát áp giả đến từ Closer và thiêu đốt còn đến từ Closer. Thủy ngục một phát. Có định mệnh xuống ạ. Thanh tẩy không giải quyết được đánh tay. Đánh tay thì lấy gì mà thanh tẩy. Bài xanh dứt điểm double kill cho Faker. Ba lần định mệnh xuống đường dưới đến từ Faker. Bộ đôi bên kia chết đúng ba mạng. Đường trên sứ giả được triệu hồi đến từ Cut. Một pha làm chậm. E bổ Q tăng tốc pha. Tốc biến lên một cắn Q và E và đó là sát thương đốt đến từ trừng phạt đỏ. Tính toán sát thương hơi sai đến từ Cut, còn khả năng hồi phục đến từ Honor và Honor không chết ạ. Trong khi đó khu vực đứng dưới thì Closer đang cố gắng để đẩy lính vào trụ. Teddy thì về nhà mua trang bị rồi. Faker cũng vậy, Faker cũng đã về nhà bổ sung thêm song kiếm khá giàu. Một TF 6k anh em ạ. Akali 3-0 farm hơn thật đấy nhưng vẫn đang thua khá là nhiều về tiền. Bây giờ thì Akali mới hồi lại TP. Nãy giờ TF đi xuống được dưới 3 lần thì đều lượng mạng cả. Akali mới chỉ xuống được một lần mà thôi, còn Honor khu đứng trên. Vừa sống sót với một chấm máu xong thì lại đánh ẩu và lên bảng. Cớt có một tiểu đứng rình khá trí trong bụi cỏ. Còn đứng dưới Teddy thì sao? Mắc quy. Triệu hồi khá đau, giật một cú E cũng rất ra đam chứ không phải là không. Lucian và Nami trong tình huống trao đổi vừa rồi đã mất tầm nửa cây máu mỗi người. Closer tự tin bước lên cú RQ nhưng Ruler né khá tốt. Đứng giữa thì vừa rồi là một tiếng Nasus di chuyển ngang qua để hỗ trợ cho Faker. Và áp lực đến Akali tầm này tôi nghĩ rằng không nhiều lắm. Một con TF đã có ngần này trang bị thì có lẽ cũng không sợ khả năng Odin đến từ Akali chưa có trang bị thần thoại. Còn cái định mệnh bây giờ có Faker nó chỉ hồi. Sắp xong rồi này, đánh nhau đứng dưới đánh nhau rất to luôn ạ, mạng dành cho cả hai bên. Đứng trên thì Honor đang quẩy. Honor đang quắng thả diều, bên kia bộ đôi đứng dưới lại chết thêm một lần nữa. Lần này không cần Faker xuống thì bộ đôi Teddy và cả Closer đã tự tay. Trời ơi đứng trên Honor. Diễn viên Hollywood vì con Nasus nó bổ to đầu rồi. Thần khuyển rồi. Bên này thì Teddy đang gặp nguy hiểm. Teddy vừa mất R, mất cả kiệt sức ạ. Đánh nhau với Ruler xong mất tương đối nhiều tài nguyên. Và bây giờ thì Faker phải dùng chiêu cuối để có thể gỡ mạng. Ok. Quyết định là trở lại khu đường giữa tiếp tục farm chứ không phải là chiêu cuối đâu cả. Ui. Bộ đồ này nhiều đáp. Thật sự anh em ơi, một cái bài vàng không. Chắc là do Nami cũng hơi mỏng.
Tranh tiền nhiều quá anh em à. Akali xuống dưới gỡ được một mạng của Teddy thì cũng chết theo. Rồi cái trụ mít này nó cũng không còn nhiều máu nữa. Bài vàng, rắc kích kịp cái dưới chân. Nhưng ăn ngay một cú Thidot đến từ Faker. Đó, Thidot sách phép. Còn cái đường trên thì Honor gãy thì thôi rồi. Lấy sớt tim băng. Cướp cà bùa đỏ. 195 AP. Đứng giữa đó thì cũng rắc băng lên cộng với Nami. Tấn công Faker đứng dưới Ruler thả diều tốt. Cớt yếu máu, cớt hồi máu lại bị bắn liên tục. Sau một tiếng cắm mắt vào bụi đấy từ Ruler. Sát thương chưa đủ. Ruler lướt E lên dứt điểm nhưng sau đó chắc là khó về rồi. Nó sẽ là mạng dành cho ai đây thôi. Một cú RQ trượt đến từ Closer. Teddy đang bắn. Ây da, hơi cồng kềnh và mất thời gian một chút. Đứng giữa đó là một tình huống đổi mạng đến từ Nasus cộng với cả Akali. Cú dịch chuyển trở lại dưới Faker. Tốc độ cao cộng với bài vàng được rút ra bị làm chậm. Vẫn kịp đưa ra một cú bài vàng ở cự ly xa nhờ các đại bác lên thanh. Ép được một cái tốc biến mà thôi, không có mạng. Hai đồ rồi anh em ơi. Xanh đừng hỏi đấy. Top thì Nasus cuối cùng đã bị shutdown rồi. Đây là khoảng thời gian đi trong mơ để Honor farm khu đứng trên. Nãy giờ cái gì giạc farm biết bao giờ mới gánh team nổi. Ruler thì liên tục đâm vào những tình huống đổi mạng. Có chiêu cuối định mệnh trở lại rồi này. Chiêu cuối hồi liên tục anh em ạ. 90 giây một lần và dùng đi đâu đây. Lên kiếm thằng em Hollywood trên top. Hello Hollywood, hello Hollywood. Solo kill. Ok, đứng dưới làm sao đấy. Đứng dưới đánh nhau 2-2 anh em ạ. Saya triệu hồi Henry. Phớt cơ định mệnh lên khu đứng trên. Thế nên là đứng dưới có cơ sở để đánh. Teddy bị tấn công và bung lông ra. Sau đó là một tiếng QE rất nhanh. Wow, sát thương kìa. Wow, sát thương có 3E và 5Q và sát thương bắt đầu hơi bị ảo ma Canada rồi. Né thủy ngục tốt. Một tiếng huống quy nhưng mà chưa E. Closer bị lính đánh hơi nhiều ạ. Zack đang tiến xuống khu đường dưới. Akali vừa lên kiếm Faker nhưng không kiếm được. Zack súng cao su và đó là sát thương vừa đủ. Teddy chắc là đi rồi. Một tiếng quy E kịp để có thể gỡ thêm một mạng dành cho vị trí của Teddy trước khi lên bả. Còn Akali leo đứng trên thì cũng không dám bắt Faker gần này đồ rồi anh em ơi. Chưa kể là có cớt với cả có cả con Nasus nó cover nữa. Tầm này thì cứ chiêu cuối có thì đi bắt lẻ người thôi anh em. Tầm 80 giây nhanh thật sự. Tính 80 giây còn nhanh gấp vạn chiêu cuối con Saya anh em. Saya chiêu cuối của nó là 127 giây hồi ở thời điểm hiện tại. Và đây là một con Saya không có nước mắt anh em ạ. Không có nước mắt nữ thần. Đây là một giao án Saya triệu hồi Eri nhưng mà lên sát lực thôi, không lên nước mắt. Cảm giác lấy đam ngay để đánh khô máu với Ruler thôi. Có định mệnh này Faker. Ây à, không có thanh tẩy nữa. Faker định mệnh và cướp lượm mạng. Combo này nó hơi hủy diệt rồi. $9,800. Chưa thấy Akali nãy giờ làm gì cả. Bây giờ thì làm tình huống triệu hồi sứ giả đến từ cớt ra khu đứng giữa. Hỗ trợ cho Faker và cả Teddy cũng như Closer trong việc lấy trụ. Chắc chắn là có trụ rồi. Một tiếng sóng thần và say dao Teddy chơi trụ cuối đang cố gắng di chuyển ra. Akali đến với sát chiêu hoàn hảo và sát thương đã là đủ để có thể có mạng rồi. Một tiếng triệu hồi lông vũ cộng với cả bụng R ra để né sát thương chiêu cuối lần 2 của Akali. Nhưng sau đó thì chắc là vẫn chết. Faker xuất hiện cộng với cả cớt nữa nhưng ngọn lao trượt. Bài vàng đưa ra đến Faker. Trước đó thì ở khu vực đứng trên thì Honor lại chết nữa rồi. Honor lại nằm một đống ở đây rồi. Cớt đã hạ gục được Akali và Faker thì có một cú bài vàng để Nasus đến vét mạng. Zack chạy được. Honor lại bị solo kill thì phải anh em ạ. 070 đã bị Nasus nó bổ vào đầu rồi. Rất khó khăn. Một thế trận mà không biết ai sẽ là người gánh team khi Ruler cũng đang feed liên tục. Akali thì tỏ ra khá khỏe nhưng cũng chỉ có thể đổi được một mạng mà thôi.
Kiếm bao nhiêu mua món trang bị thứ hai cho Teddy. Tôi quên check ngọc xem là Teddy có mang gì thì nó đặc biệt hay không. Ngọc này thì cũng không có gì đặc biệt cả anh em ạ. Ngọc TF Faker thì vẫn vậy, Faker thì vẫn là ba đúp mắc ba quy mắc đúp. Bây giờ cấp độ 12 thì cộng thêm được một điểm quy rồi. Là 4 quy rồi. Chỉ nâng 3 điểm quy trước, sau đó thì nâng mắc W anh em. Một ngọn lao sát thương đủ đến từ thiêu đốt của Crozer. ...25-16 vâng, chênh lệch về tiền lên tới con số là 8.000 tiền, gần 8.000 rồi. Thủy Ngục tốt, thêm một cú sóng thần nữa, chiêu cuối chưa hồi đến từ Teddy, CC liên tục vào Teddy đi rồi. CC này là tỉnh không nổi. Đứng trên thì lại là một tình huống Honor bị tấn công. Còn nỏ tử thủ, cớt đánh thả diều cực kỳ khó chịu lại nhảy vào. À. Ây à. Lại combo thần thánh rồi, bên này đang đánh nhau thì rác tốc biến chạy khỏi một con Acer đang bật chiêu cuối. Lại là combo thần thánh rồi anh em ạ. Closer lại chết đứng giữa như mọi khi. Thằng em fit quá thì thôi. Combo Faker định mệnh và cớt ăn mạng. Cớt đang ôm 2700 anh em ơi. Faker nhìn đồ cái hậu quả có TF 3 đồ lớn rồi. Giờ sao mà chịu nổi nữa. Một cái bài vàng thêm một cái quy và băng triệu các kiểu. Rác bắt đầu lên nhiều kháng phép hơn. Ruler thì sao? Bài vàng thôi xong. Lao có thể trượt. Nhưng chuyển dạng cắn quy thì không trượt được. 080 rồi Honor bắt đầu fit hơi nhiều. Fit không thấy mặt trời đâu và còn đang farm thua lại còn không có đóng góp gì nữa. Ô, các bạn ấy sơ đánh chắc thật sự anh em ạ. Kiếm Mayu mua ở món trang bị thứ hai. Bạn ấy sơ đánh ok phết anh em ạ. 45% hồi siêu rồi này. Farm Q gọi là uy tín luôn, 400 Q rồi. Chỉ có Teddy ra mid thì chết cùng với Closer hơi nhiều. Team ngồi cánh trên uy tín thật sự. Giác có ý định mở nhưng không được. Game này thì vẫn Faker gánh chính thôi. Faker bị cut. Cut về nhà mua đồng hồ cộng với sát trường mề dai luôn rồi. Chiêu cuối đưa ra đến từ vị trí của Nami thì cũng lại trượt. Còn đồng hồ ở đây sớt đến. Bung lông ra đến từ Teddy giật E về với cú tốc biến khiến cho Honor lại chết như mọi khi. Ruler tìm kiếm Faker cho tiểu solo 1v1 nhưng Faker không ngại. Thanh tẩy tốc biến các kiểu đến từ vị trí của Ruler đi bộ theo bài vàng với đại bác. Đập một cực tình luôn rồi, hai spell bung ra cũng chết và thậm chí đó là lệnh Seraph ạ. Ok, để check damage cuối game anh em nhá. Ok, đây lượng sát thương mình tổng hợp được cho các bạn cuối game. Faker thì không đi được nhiều damage như mình tính toán. Nhưng mà cái tác động của Faker tốt quá. Rồi con Saiya này damage vẫn hơi ảo đấy nhá. Teddy bung lông các thứ thì deal damage cũng có nhưng mà để mà deal damage nhiều nhất cái bản đồ thì nghe nó hơi hư cấu, chắc là do đánh nhau đường dưới nhiều. Ruler cũng vậy. Ngoài ra thì bạn Nasus này, bạn ấy cũng gây được một lượng sát thương tương đối lớn. Trong khi đó thì phía bên kia thì chỉ có Lucian của Ruler là người gánh thôi. Akali mặc dù ăn nhiều mạng nhưng cũng không gây được nhiều đam lắm. Honor thì khỏi nói rồi. Có thể gây được một ít đam nhưng mà fit nhiều quá. Rồi ok, cảm ơn anh em vì đã theo dõi video clip. Và đừng quên để lại những lượt like và lượt subscribe để ủng hộ channel của Văn Tùng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào các video clip tiếp theo. Bye bye.